Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được bộ câm đùm niền của Quen Phan 110 nha anh em. Đời 2022 nha anh em. Vỏ ruột câm niền còn rất đẹp nha. Dưới bộ mâm winner với cùi dĩa cốt nha. Thì anh em nào cần mua thì alo trực tiếp cho mình nha. Thì cái phần này á, anh em nào chưa mua hàng bên mình á thì phải cọc cho mình 100.000 nha anh em. Mình mới gửi hàng nha, tại đồ nặng là mình không ship cốt nha anh em. Thì cái phần cọc á, thì mình bảo đảm cho anh em là không bao giờ mất cọc nha. Tại vì bên mình chuyên bán hàng bao uy tín, bao chất lượng cho anh em. Thì để mình quay chi tiết cầm đùm niền cho anh em coi nha, rồi mình sẽ báo giá luôn nha. Trước tiên là cầm đùm niền nè, đẹp nha anh em, má đẹp nè, cái thắng còn nè, bát cũng còn đẹp nè, đó, bạc đạn viên còn luôn nha anh em, tăng bua đẹp luôn nè, bạc đạn viên còn, tăng bua đẹp. Cầm viên hết nha anh em, cầm này còn sáng nha. Anh em về xiên rửa giùm mình nha, tại mình chưa có rửa được nha, mình chưa có không mình rửa. Bạc đạn zin, má đùm zin luôn, nước sơn zin luôn nha anh em. Cái này dơ nè, vậy anh em chùi rửa nha. Đó, mình chưa không có không mình rửa nha. Goxi 1.6. Goxi 1.6. Vỏ là đáp 2022 luôn nha anh em, vỏ trước vỏ sau còn đẹp nha. Đây trước vỏ sau nè, còn dày cui luôn nha anh em. Đó, vỏ còn dày cực kỳ luôn. Nói chung bộ này tương đối là đẹp nha anh em. Giờ anh em xài toàn bộ được hết 4 tháng rồi nè. Đó, ok, quá đẹp luôn. Này giờ anh em rửa cho nha. Nè thấy không, mình chùi cái nó sập đi nè, thấy không. Đó, phải nó dơ thôi. Rồi, cái má phía trước, phía trước cũng vậy luôn. Má đầm đầy đủ, sâu đầu mét nè, bát bọng là ok hết nè, không chạy chùa gì nha anh em. Cầm sáng chân, bạc đạn viên bao cho anh em là không công không quển nha. Đáp 2022 nha anh em, này là đúng là hàng tháo trong xe ra nha, tháo trong một chiếc xe ra. Đáp 2022, vỏ 2022 luôn. Vỏ này là vỏ viên chưa thay luôn nè nha anh em. Cái trước cái sau là một cặp luôn nè, 22 nè. Đâu cái kia 22 đâu luôn rồi. Mình cho anh em coi. Lật lại quá. Đây. 22 luôn rồi nha anh em. Cái này 22. Cái này 22 luôn. Đó, thì đúng đời của nó luôn nha anh em. Bao đẹp cho anh em luôn. Này giờ anh em cũng rửa lại nha, rửa lại giùm mình nha. 1.4. Thì cái này là mình bao cho anh em là 0.11 nha. 0.11 gì hết nha. Không công quển, liền đẹp, vỏ đẹp luôn. Vỏ còn như mới nè. Cặp vỏ còn như mới nha anh em. Thì bán cho anh em bộ câm đùm niền này với giá là 1.500.000, 1.500.000 cộng ship nha anh em, tiền ship 90.000 nha, 1.500.000 cộng ship 90. Rồi, tới cái độ cốt nè, cốt với đùm với cái cùi dĩa này nha anh em, cốt cùi dĩa 2022 luôn nè, đẹp. Cái hai cái cốt nè anh em, dòm hai cốt còn mấy ton luôn nè, còn mấy ton luôn nha. Cốt trước cốt sau có tán canh đồ đầy đủ luôn nè. Đó, quá đẹp luôn. Can sò ben nha anh em. Rồi thì mình bán cho anh em với giá là, cái này là mình bán cho anh em nguyên bộ này với giá là 300.000 nha, 300.000 bao ship nha. Cùi dĩa nè, cái cùi dĩa là bạc đạn zin còn luôn. Cốt bọng tăng sên vậy còn zin đẹp hết. Bán cho anh em 300.000 bao ship nè, như mới. Trăm. Rồi trái cặp mâm winner. Mâm winner này đẹp cực kỳ nha anh em. Quá đẹp luôn nè. Không lỗi lầm gì hết. Ok. Mâm winner này mình xài winner V đều được luôn nha anh em. Winner V1 nè, V2 nè, winner X nè, xài chung bạc đạn còn đầy đủ nè, ống chỉ luôn. Mâm đẹp. Quá đẹp luôn. Mâm ok. Này là mâm zin nha anh em. Mấy mâm xe này là không có mâm lô nha. Tại mâm zin nó rất là rẻ rồi, đâu có ai sản xuất mâm lô ra làm cái gì. Mâm zin nó là mâm cũ nó là rất là rẻ nha anh em. Đó, nguyên cặp mâm zin bạc đạn đầy đủ nè. Bao cho anh em không công không quản không lúng lưng, bán cho anh em với giá là 750.000 cộng ship nha. 750.000 cộng tiền ship 60.000 nha anh em. 750 cộng ship 60. Đó, anh em nào cần trả lô mình nha. Rồi, video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua hàng thì alo trực tiếp cho mình, số điện thoại mình có để trên phần video clip nha nè. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.